Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Trung Chính Audio xin giới thiệu với quý vị và các bạn một hệ thống hội thảo Decentit rất cao cấp đến từ thương hiệu Bose. Hệ thống này có gì đặc biệt? Hãy cùng chúng tôi đi trải nghiệm. Bộ điều khiển trung tâm và cấp nguồn hệ thống DCNM APS2 có vai trò định tuyến, điều khiển và xử lý âm thanh và cấp nguồn cho thiết bị hội thảo, được cấu hình thông qua giao thức IP, hỗ trợ kết nối vòng lặp thông qua cáp tín hiệu dự phòng, tích hợp khả năng triệt tiêu phản hồi âm thanh, loại bỏ tiếng vang vọng, chế độ chờ tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường. Nguồn điện chính đầu vào của bộ điều khiển tự động từ 100 đến 240 V AC, thiết bị tích hợp một cổng Ethernet không cấp nguồn, tương thích với RJ45, 3 cổng Ethernet với nguồn điện cao 48 V 3A. Bộ điều khiển trung tâm hỗ trợ kết nối tối đa 40 mic trên mỗi line và hỗ trợ khả năng kết nối 120 mic tổng cộng. Đặc biệt, khi được đầu nối với bộ cấp nguồn mở rộng DCNMPS sẽ hỗ trợ kết nối tối đa tới 1200 mic. Hộp đại biểu có dây cơ sở DCNMD, được cấp nguồn điện 48 V DC, trọng lượng 955 g, công suất điện tiêu thụ chỉ 3,1W. Sản phẩm với màu sắc sang trọng, thiết kế tinh tế và tỉ mỉ. Khi đặt trên bàn sẽ là sản phẩm trang trí thêm cho phòng họp hội thảo. Micro định hướng cao DCNM HD Mic có chiều dài chỉ 10,8 cm, nguồn điện 5V, công suất tiêu thụ 0,1W. Micro có khả năng định hướng cao, được thiết kế tiện dụng, kiểu cách tân tiến, mang đến cho người dùng khả năng họp mà không bị gián đoạn. Micro có hai vỏ bảo vệ, được định vị chính xác, mang lại khả năng phản hồi định hướng cao, tạo khoảng cách trò chuyện lớn hơn bình thường ngay cả trong điều kiện có nhiều tiếng ồn. Micro có đèn báo màu, hiển thị màu đỏ, xanh lục hoặc trắng. Màu đỏ hiển thị micro đang hoạt động, màu xanh lá cây hiển thị yêu cầu nói được chấp nhận. Đèn trắng hiển thị micro đang ở trạng thái sẵn sàng cho người phát biểu hay là màu ưu tiên chỉ dành cho chủ tọa. Các micro được kết nối với nhau bằng cáp nối dài chuyên dụng Decentit DCNM CB021 độ dài 2m và kết nối với bộ điều khiển trung tâm qua cáp Decentit DCNM CB25i có độ dài 25m. Hệ thống hội thảo Decentit có thể tích hợp cùng đa dạng các mã sản phẩm camera trên thị trường tùy theo nhu cầu và phần mềm mà quý khách đang sử dụng. Vừa rồi thì Trung Chính Audio đã giới thiệu với quý vị và các bạn hệ thống hội thảo Decentit rất cao cấp đến từ thương hiệu Bose. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trung Chính Audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.